Không sao, không sao, không sao mà bà con cô bác ơi. Ngay lúc này rất là nhiều kẻ đã có một cái thông báo mới nhất. Xin chào tất cả mọi người nha. Thì ngày hôm nay có một cái thông báo mới nhất. Đó, thì rất là nhiều bài báo đã đưa tin. Thì sau đây cả nhà cùng với em Thanh Vlog để đọc bài báo này nha cả nhà. Thì kênh Thanh Vlog chuyên cập nhật những tin tức mới nhất và căn cứ vào báo chí để mà đưa tin, chứ không có đưa tin bậy bạ nha bà con cô bác. Thông bài báo mới nhất của ngày hôm nay 21 tháng 6 gửi tới tất cả mọi người. Thì hôm nay là chia sẻ mọi người luôn là có hiện tại trước khi chia sẻ vào một thông tin bài báo thì có một cái anh kênh YouTube ở đó quay phim. Anh YouTube ở đó quay phim và cô như là tự ý hô hào kêu rằng là rải đường rồi làm này làm kia. Vậy là có ý định coi như là mượn hình ảnh của thầy để trục lợi nha bà con cô bác. Hành động hết sức là phải lên án, cẩn trọng. Đó, yêu cầu anh phải lên đính chính ngay. Anh đứng ra anh đòi làm cái đường chỗ này. Hả? Đâu rồi? Cái đường ngay chỗ nào đâu rồi? Cái đường ngay trước trước nhà thầy đó. Anh đòi làm đường nhựa ở ngay cái cốc của thầy. Đó, thì hình ảnh và video anh coi sai từ nào anh phải đính chính với bà con cô bác. Không là đi hơi lâu á nha. Đó, thì lát nữa kênh YouTube đó là ai, kênh YouTube đó tên gì thì lát nữa em sẽ chia sẻ ở cuối video. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng chia sẻ đọc một số bài báo này trước nha. Nghe tin ông Thích Minh Tuệ xuất hiện, người dân đua nhau rựng rạp mở quán gần nhà để gặp trực tiếp ông Lê Anh Tú, người được biết đến là ông Minh Tuệ, đã tìm nơi ẩn tu sau khi bị hàng trăm nhiều người ở nhiều tỉnh thành về quay phim và chụp hình. Theo thông tin từ người đưa tin sáng ngày hôm nay trên báo xã hội, trên mạng xã hội lan truyền thông tin rằng là ông Minh Tuệ xuất hiện. Và kẻ đó là ai? Đó, kẻ đó thì là những TikToker. Những cái TikToker đã tới và đăng tải, nghe đâu là ông Thái Tâm 12345 là người coi như là lót cái tấm gỗ cho ông Minh Tuệ. Thì hắn ta đã đăng tải, đăng tin lên và một số người coi như là bày cái gian hàng bán đồ này, bán đồ nọ. Thì chứng những người đó đã tung tin đồn ngài Minh Tuệ xuất hiện, nhưng mà thực hư là không có xuất hiện nha mọi người. Tới giờ phút này thì họ tung tin đồn 3 ngày nay rồi, nhưng mà hôm nay phải nói mọi người là ngài Minh Tuệ chưa xuất hiện nữa. Thì là dù thời tiết nóng bức nhưng mà nhiều người vẫn kiên nhẫn ngồi chờ mong là có cơ hội gặp được ngài Minh Tuệ. Thì tranh thủ cái cơ hội này thì nhiều người đã dựng rạp mở quán bán nước, bán hình ảnh, đồ ăn dọc hai bên đường để mà phục vụ. Thì dù là đã sang trưa và không thấy ông Tuệ ở đâu hết, nhưng hàng trăm người vẫn ngồi bên trong rạp để kiên nhẫn chờ đợi. Đó. Thì trước đó thì theo báo Người Lao Động thì ngày 19 tháng 6 thì Công an Gia Lai cho biết đã thông báo cảnh báo các hoạt động lợi dụng việc tu hành của ông Tuệ để trục lợi. Thì cụ thể phòng an ninh mạng, phòng chống tội phạm công nghệ cao, Công an tỉnh Gia Lai đã cảnh báo tình trạng về nhiều TikToker, YouTube, Facebook lợi dụng hiện tượng Thích Minh Tuệ để trục lợi. Cơ quan công an đã khuyến cáo người dùng phải tuân thủ luật an ninh mạng và các quy định để bảo vệ dữ liệu cá nhân. Đây. Đó, thì anh này viết tắt tên là T đã trình báo việc bị các đối tượng đăng tin vu khống. Đấy. Anh này tên gì là ở đâu? Thì phòng an ninh mạng, phòng chống tội phạm công nghệ cao ở Công an tỉnh Gia Lai vừa qua, Công an tỉnh này đã tiếp nhận trình báo của ông này, ông tên T, 39 tuổi ở Lộc Hà, Hà Tĩnh. Tố cáo một số tài khoản mang tên coi như là thì hiện tại một số cảnh báo với mọi người là một số cái trường hợp, một số cái người coi như là không đưa tin không chính xác đang còn ở tại cái cốc của sư thầy Minh Tuệ. Những cái người này là làm truyền thông mạng xã hội, nếu mà nay mai mà không rời đi mà cứ cố ở cái cốc của ngài Minh Tuệ mà live stream giật tít câu like câu view thì chắc chắn là sẽ bị bế đi nha mọi người. Hiện tại bây giờ vẫn còn rất là nhiều người YouTube, TikTok, Facebook đang ở tại cái cốc của ngài Minh Tuệ, mặc dù là sư Minh Tuệ không có ở đó nhưng vẫn ở đó cố gắng coi như là để những cái tiêu đề sốc, để những cái tiêu đề giật gân
thì bà con cô bác nghĩ sao? Những cái trường hợp này thì gia đình của ông Minh Tuệ không thích nha mọi người, không hề thích. Mà sáng nay lại có một số công ty sơn lại tới sơn cửa cả nhà. Đó. Cả nhà, một số cái công ty sơn nó tới nó sơn cửa, để em mở mọi người coi. Mọi người chờ em xíu nha. Này, nó sơn cửa. Đó, thì mấy công ty này là sơn thì sơn bình thường thôi, nhưng mà đang có dấu hiệu coi như là trục lợi, PA bất chính. Nó không, nói không đâu xa đây mà ở mọi người coi, chờ xíu. Như vậy là sao? À, mọi người, như vậy là sao? Đây. Đây. Cả nhà coi nha. Đây. Sơn sửa cái cổng cho sư thầy Minh Tuệ. Sơn sửa cái cổng cho nhà của ngài, nhưng mà đeo vẫn treo cái bảng để bia, rồi để cái số điện thoại, rồi để cái địa chỉ công ty sơn sửa. Đó, ai khuyến đấy, công ty rồi đi xe hơi mấy chiếc, rồi dán cái logo sơn, hãng sơn, cơ sở vật liệu xây dựng đó. Thì bà con cô bác thấy sao, thấy hợp lý hay không? Đó, leo lên là tự ý sơn luôn nha. Không biết là cha mẹ của ngài Minh Tuệ có đồng ý hay không, nhưng mà dạo gần đây là thấy các công ty sơn rồi TikTok, Facebook, YouTube rồi tự ý rồi làm cái đường nhựa ở đây nè. Đó, tự ý hô hào rồi làm cái đường nhựa này. Đó, đang có dấu hiệu coi như là trục lợi nha, từ thiện nha. Rất là nhiều bà thành phần đã tới coi như là bia tên tuổi, xong rồi đi bán hàng, đi bán mật ong rồi đồ ăn Gia Lai này kia. Đó, rồi là còn đòi tính làm đường nhựa ở khu này nữa, hô hào đòi tính làm đường nhựa đây nữa. Đó, cha mẹ sư thầy Minh Tuệ không muốn nha. Cái đường ra cái cốc của thầy Minh Tuệ á, ở đó là cái khu mà đó ai cho, nói chung ai cho mà làm đường nhựa, rồi xin phép địa chỉ, xin phép địa phương hay chưa? Đó, đúng không? Đúng không mọi người? Xin phép địa phương hay chưa? Mà tại sao tự ý dám làm này làm kia? Rồi tự ý đòi lót đường nhựa nữa. Ai khiến hả? Đó, xin phép địa phương chính quyền chứ mà đòi tự ý mà hô hào rồi mạnh thường quân. Có tí view, tí like rồi bắt đầu có một tí người theo dõi là bắt đầu làm bậy làm bạ, làm này làm kia, làm vớ va vớ vẩn, phải không? Đấy, đây rất là nhiều bài báo đã đưa tin, thì em chỉ căn cứ lên những cái bài báo để em chia sẻ với mọi người thôi. Còn mọi người phải cảnh giác về vấn đề coi như là lợi dụng ngài Minh Tuệ để mà trục lợi, kêu gọi từ thiện nha cả nhà. Đây, báo chí đưa tin này, cái hành động của anh coi như là anh râu gì đó, vlog gì đó, đang có dấu hiệu đó nha mọi người. Yêu cầu anh lên đến chính và coi như là gỡ video đó đi, không là ảnh hưởng đến anh á, anh em trong nghề nhắc nhau thôi, ảnh hưởng đến anh đấy, nghe chưa? Đấy, thì bà con cô bác nghĩ sao, hãy để lại những cái bình luận bên dưới. Đừng quên tiếp tục theo dõi. Ai khán giả mới lần đầu tiên đến với kênh thì đừng quên like, subscribe, đăng ký kênh và tiếp tục chờ đón những video mới nhất trên kênh của em Thanh nha cả nhà. Chào tất cả mọi người nha.